Bí Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Sáu ngày 20 tháng 10 năm 2017. Đến với chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có phần 1 là tin quan trọng trong ngày và phóng sự sinh hoạt cộng đồng. Trong phần 2, Bế Phượng có mời quý vị theo dõi chương trình Những vì sao chiếu sáng với luật gia Bích Hà. Để mở đầu chương trình, Bế Phượng có mời quý vị theo dõi tin quan trọng trong ngày bao gồm những chi tiết liên quan đến Cơ quan Hàng không Liên bang Hoa Kỳ FAA với máy tính sách tay để trong hành lý, ký gửi có nguy cơ gây cháy và phát nổ. Và công ty mẹ của Google đầu tư 1 tỷ Mỹ Kim vào Lyft, đào sâu thêm sự rạn nứt với Uber. Chính phủ Hoa Kỳ kêu gọi cấm hành khách để những dụng cụ điện tử cá nhân có kích thước lớn như máy tính sách tay trong hành lý, ký gửi trên các chuyến bay vì có khả năng gây thảm họa cháy nổ trong văn bản vừa gửi cho một cơ quan Liên Hiệp Quốc chuyên soạn thảo các quy chuẩn an toàn hàng không toàn cầu. Cơ quan hàng không Liên bang Hoa Kỳ FAA cho biết các cuộc thử nghiệm cho thấy khi pin lithium dùng trong các máy tính sách tay, điện thoại di động hay các dụng cụ khác bị nóng quá mức và lại được để gần bình phun xịt thì có thể gây ra những vụ nổ có khả năng vô hiệu hóa hệ thống đề phòng cháy của máy bay. Các cuộc thử nghiệm đóng gói pin nóng quá mức trong hành lý có chứa các sản phẩm tiêu dùng khác như chất tẩy sơn móng tay và chất khử trùng rửa tay cũng gây hỏa hoạn lớn. FAA nói rằng cho phép các hành khách mang các vùng cụ điện tử cá nhân lớn lên khoang hành khách là cách hiệu quả nhất để bảo vệ sự an toàn. Công ty mẹ của Google hỗ trợ tài chính cho công ty cung cấp dịch vụ gọi xe Lyft đào sâu thêm sự rạn nứt với Uber công ty dẫn đầu thị trường này. Alphabet Inc., công ty mẹ, nắm giữ hầu hết lợi nhuận từ mạng quảng cáo kỹ thuật số của Google, đang dẫn đầu một khoản đầu tư trị giá 1 tỷ Mỹ Kim vào Lyft, giúp giá trị của công ty tư nhân này tăng lên 11 tỷ Mỹ Kim. Quyết định đầu tư này được công bố hôm thứ Năm và được thực hiện thông qua bộ phận đầu tư mạo hiểm Capital G của Alphabet. Lyft vẫn còn kém rất xa cả về quy mô lẫn định giá thị trường so với Uber, một công ty tư nhân có trụ sở ở San Francisco mà nhờ sự góp vốn của các nhà đầu tư nên đang có giá trị gần 70 tỷ Mỹ Kim. Thế nhưng Uber lại đang xa lầy trong những tranh chấp nội bộ và sự biến động của ban giám đốc cùng hàng loạt những lời cáo buộc về lạm dụng tình dục dẫn đến sự ra đi của người đồng sáng lập Travis Kalanick. Uber đã mời Dara Khorosashi, CEO của Expedia, về thay cho Kalanick và dọn dẹp sạch sẽ tình trạng lộn xộn. Lyft đã lợi dụng tình trạng sóng gió của Uber như là cơ hội để vượt qua đối thủ trong thị trường, gọi xe đang phát triển nhanh chóng, trong khi mở rộng dịch vụ ra thêm nhiều thành phố trên khắp Hoa Kỳ. Nay xe của họ được 95% dân số Hoa Kỳ gọi đặt xe, tăng từ 54% vào đầu năm nay. Khi chúng tôi đạt được tiến bộ vượt bực về tầm nhìn, chúng tôi rất phấn khích về những điều đang chờ chúng tôi trong tương lai. Trích công bố của Chủ tịch Lyft John Zimmer, Alphabet có trụ sở tại Mountain View, California, cũng đã nổi lơ như một cái gây bên cạnh Uber, mặc dù Google từng nằm trong số những nhà đầu tư ban đầu của Uber và hiện vẫn nắm giữ cổ phần của công ty này. Đầu năm nay, Waymo và Lyft đã hợp tác với nhau để tiến hành thử nghiệm công nghệ xe tự lái trên đường phố trong một quyết định được xem như là một đòn tấn công khác vào Uber. Nay, Lyft đang phát triển mối liên hệ còn gần hơn nữa với Alphabet thông qua khoản đầu tư 1 tỷ Mỹ Kim. Điều này mở đường cho một người của đối tác Capital G tham gia vào bàn giám đốc của Lyft.